Một bất động sản nằm trên mặt tiền đường nhựa rộng 25 mét, đường thông thẳng ra đường trục Hồ Chí Minh nha quý vị. Trục này là trục N4 và ngay hôm nay Trọng Thơ có một sản phẩm để giới thiệu toàn thể quý hàng ạ. Ngang 5, sâu cho 30, đất ở đô thị full thổ cư và ưu điểm là được xây dựng tự do từ 1 đến 6 tầng. Đặc biệt hơn nữa là cách nút giao giữa đường N4 và đường D3 này chỉ 40 mét nha quý vị. Với diện tích bất động sản này, chúng ta có thể xây dựng để ở này. Trong tương lai chúng ta có thể kinh doanh ở mặt tiền đường lớn luôn quý vị. Mua đất đường to không là lợi nhuận, đường 25m thông thẳng là trục Hồ Chí Minh và đi qua trường cao đẳng Bình Phước chỉ 1 km nha quý vị, là tới trường cao đẳng Bình Phước rồi. Và từ đây chúng ta có thể thấy ạ, cách quốc lộ 14 quý vị ơi, sát bên luôn quý vị, 200m là tới quốc lộ 14 rồi. Đó, những ngôi nhà mái thái, những căn biệt thự mini, rồi những căn biệt thự đang được hoàn thiện cũng mặt tiền đường quốc lộ 14 nha. Và Trọng Thơ xin chia sẻ, giá đất tại mặt tiền đường quốc lộ 14 hiện tại đang dao động từ 6 đến 700 triệu trên 1 mét ngang. Và chúng ta sở hữu được 5 mét thì chúng ta sẽ bỏ ra khoảng tài chính từ 3,5 tỷ cho đến 4 tỷ. Chúng ta mới sở hữu được 5 mét mà chúng ta chỉ cần xây dịch vào 200 mét vào tại đây. Đường 25 mét trải nhựa. Và hiện tại chúng ta có thể thấy cây xanh đã trồng, cống đã làm xong. Đường thì đang đổ đá xanh, chuẩn bị đổ đá mịn và lên nhựa trong thời gian sắp tới. Với trục đường 25 mét này cách đây khoảng 2 năm trước thì giá dao động từ 1,450 cho đến 1,6 tỷ tùy theo vị trí nha. Vì hiện tại chủ cắt lỗ lên tới 50%. Ngay ngày hôm nay, một vị trí cực đẹp, giá chỉ 780 triệu, 780 triệu nha quý vị, 780 triệu đất nằm trên mặt tiền đường 25m thông thẳng ra đường Hồ Chí Minh. Với giá này chúng ta đầu tư đã lợi nhuận so với 2 năm trước. Và hiện tại chúng ta đầu tư thời điểm này là tốt nhất. Và tại thời điểm này thì Trơn Thành Bình Phước có những tuyến cao tốc chuẩn bị kết nối. Một thị xã Trơn Thành nhỏ thôi ạ, nhưng mà có tới 4 tuyến cao tốc chạy qua và về với Trơn Thành, gồm Trơn Thành Đắk Nông, Trơn Thành Hồ Chí Minh, Trơn Thành Đức Hòa Long An và Trơn Thành cửa khẩu Hoa Lư. Chúng ta thấy đây là ưu điểm để chúng ta đầu tư trong tương lai ngắn thôi, chúng ta sẽ có lợi nhuận tốt tại những vị trí bất động sản đẹp như thế này. Và bất động sản chúng ta nằm trong khu đô thị của Megamex Trơn Thành Bình Phước. Megamex là một nhà đầu tư thông minh và có uy tín trên thị trường bất động sản. Chúng ta yên tâm để theo những anh lớn như Megamex nha. Quan tâm tới bất động sản này liên hệ ngay Trọng Thơ và nhớ đăng ký kênh để có những sản phẩm mới nhất, đẹp nhất và đầu tư lợi nhuận an toàn tại Megamex Trơn Thành Bình Phước. Hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo.